Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với vườn mai của chị Ngọc Lan ở Chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai dảo thơm, dảo đa phúc ha cô chú anh chị. Cây này là ghép gốc nhớt, mai được quấn rễ từ nhỏ, mình ghép gốc nhớt ha cô chú anh chị. Rồi đế quái luôn quý cô chú anh chị nha. Hàng này là mình chuẩn cho Tết đấy cô chú anh chị, cây đang ôm nút lộ khá là nhiều luôn ạ. Dạ em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho chị Ngọc Lan ở những clip trước ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình chọn được những cây mai thật là ưng ý luôn ạ. Đa số hôm nay là những cây đế quái hết cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi em mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Ngọc Lan luôn ạ. Xin chào bà chủ ơi. Em chào chị ha. Em chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng cả nước ha. Hôm nay em tiếp tục trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai như là dảo đa phúc này ha, dảo hôm, dảo nhung này ha cô chú anh chị mình. Rồi cây mã số 1 là một cây dảo hữu đức vào mùa nha cô chú anh chị mình. Dạ. 1B. Số 1B lùng lực luôn cô chú anh chị. Cây này đang ôm nụ quá trời thôi cô chú anh chị, hàng chơi Tết ha. Già mùa dạ, lắm nha. Rất già mùa. Quá trời cái củ đế luôn nha mấy cô chú anh chị. Cái này nguyên một bãi củ nó như hình trái bí vậy đó mấy cô chú anh chị. Hình bí luôn chứ như. Hoành là 17. Bo ghép là 15. Tổng củ luôn ha. Không giờ quay luôn. Nó dướng nè. Tổng củ là 42. Chiều cao là 69. Tán ngang là 80. Cô chú anh chị mình xem kỹ cái phần củ giúp em ha. Vâng, cây này ghép chắc khoảng chừng 6-7 năm gì đó cô chú anh chị, quá trời cái con ghép luôn ha. Rồi, rồi một cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000 ha. Dạ 1.900.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Vô cái chậu đẹp mình phô diễn cái bộ đế này lên là như ý luôn ha. Nhiều 2B. 2B là một cây dảo nhung ha cô chú anh chị mình. Dạ, cây này cũng kính tàn luôn ha cô chú, lùng hàng lùng lực luôn nha. Thích hợp cho cô chú anh chị mình để phòng khách luôn ạ. Quá trời cái nút nụ luôn nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép lốc nhớt liền cốt đế nguyên một bệ cũ luôn nha. Rồi bên hông bên đây thì cái rễ nó lên ra những cái trứng nhỏ nhỏ thì rất là dễ thương đó mấy cô chú anh chị. Thì nó quái quái cây quái quái mày liền đồ đưa lên mày mua liền, mày mua mở hàng liền. Rồi, cái này là liền đầu ghép luôn hả cô chú anh chị mình. Dạ. Này chắc khoảng 5-6 năm thôi chứ. Dạ. Dạ, cái này có. Hoành điểm này là 14. Tổng của đế là 31. Dạ. Chiều cao là 70. Tán ngang là 92. Rồi một cái giỏ nhung này em giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu chẵn ha. Dạ, 1 triệu chẵn luôn nha. Rồi, mã số 3B nha quý cô chú anh chị. 3B là một cây dảo nhung nữa ha cô chú anh chị. Dạ, dảo nhung cây này phong cao hơn xíu cô chú anh chị ha. Nguyên cái bài đế. Cái này là mình ghép gốc nhớt nha quý cô chú anh chị. Mai quấn rễ, đế vip luôn quý cô chú anh chị nha. Liền cốt luôn ha. Cái này chắc khoảng cỡ 8-9 năm có luôn ha chị. Dạ, lâu lâu rồi. Như một cây kia luôn cô chú anh chị hàng. Em đo cho mắt ghép cho cô chú anh chị coi. Trồng đất là quá ok luôn nha. Mắt ghép là 16 ha. Tổng đế là 55. Bây giờ em ngủ anh làm rồi anh làm. Tay chưa có nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m13. Tán ngang là 94. Rồi một cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2.200.000 thôi ha. Dạ, 2.200.000. Dạ rồi. Rồi cây mã số. Khoan cắt cái gì. Ha. Dạ, 4B là một cây dảo hữu đức vào mùa nha cô chú anh chị mình. Dạ dảo hữu đức này mình ghép gốc nhớt cây lùng lực nha cô chú anh chị, quá trời kêu nồi đấy luôn nha. Dễ nó cuộn cuộn luôn á mấy cô chú anh chị. À, từ từ nha bà chú. À, cô chú anh chị mình xem kỹ phần bộ đế giúp em ha. Cây này mình cô chú mình vô cái chậu men đẹp đẹp xíu nó là lên cây liền nha cô chú. Nhìn không thấy cái mắt ghép đâu luôn à. Ngày xưa ghép cái này nè. Xin thông số luôn nha. Cây đó bán
Con hoành ghép được 17 ha cô chú anh chị mình. 100.000 để bữa nào gom cái chai ông xã. Củ đế được 63. Đang lên chiều cao là 74. Tán ngang là 1m3 ha. Rồi một cái giỏ hủ đức này giao lưu cô chú anh chị mình là 3 triệu đồng ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. À. Rồi mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5B là một cái giảo thủ đức nữa ha cô chú anh chị mình. Rồi giảo thủ đức ghép lúc nhốt liền cốt và già mùa ha cô chú anh chị này. Cụ đế đẹp luôn ha. Già luôn nha. 3 triệu 3 đi đi. Mua đi nó 3 triệu mua lại. Nguyên một củ dữ lắm luôn nha cô chú anh chị ha. 3 triệu. Rồi, dáng khùng khùng gì đấy giống như là đế thú luôn nha mấy cô chú. Rồi, xin ông số nha bà chú. Quanh tại điểm này là 18. Củ đế là 88. Rồi. Nhìn đó, cái củ đế này. Đo nguyên cái củ đặt không? Cái củ đặt ngay chỗ này là 39 thân của chú anh chị. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m15 ạ. À. Rồi một cái hủ đức nệm giao lưu của chú anh chị mình là 3.200.000 ha. Dạ rồi, 3.200.000 nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Mã số 6B nha cô chú anh chị. 6B là một cây giảo thơm nha cô chú mẹ chị mình. Chơi tết là em hết nha cô chú anh chị, đang có nút nụ kia nha. Mai ghép cốt nhớt quấn rễ cây siêu lão luôn nha cô chú anh chị. Liền cốt luôn nha cô chú anh chị nè. Dạ, à, xin thông số luôn nha. Cái này 8 ngàn hay chịu cái gì luôn rồi. Quanh điểm này là 18. Dạ. Bán lại chai. Cái điểm này là 26. Củ đế là 33. Đã nói cái này 8 ngàn nhiều lấy gì luôn. Chiều cao là 63. Tán ngang là 72. Còn một cây giảo này em giao luôn chú anh chị mình là 1.500.000. Chú anh. Mã số 7B. 7B là một cây giảo ngộ ngộ. Dạ rồi, cây mã số 7 là một cây cúc 36 cánh nha cô chú anh chị mình. Cô chú chị đế này đế rất là vip ha, một con thú đang có bầu luôn. À. Không biết năm nào đẻ đây nữa. Cái bụng bự lắm rồi đó nha. Có đuôi luôn nha cô chú anh chị nhìn. Nay mình lên cái chậu đẹp xíu là nhìn dễ thương nha cô chú. Rồi cho xin thông số nha bà chủ. Quanh điểm này là 17 ạ. À. Tổng cua đặt là 40. Chiều cao là 65. Tán ngang là 82. Rồi một cây cúc này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu đồng ha. Cây cúc 36 này cây già mùa luôn với chú anh chị ha. 2 triệu chẳng luôn à. Dạ rồi. Rồi mã số 8 nha với cô chú anh chị. 8B. Cũng vẫn là một cây giả hữu đức ha cô chú anh chị mình. Dạ một cây giả tu đức ghép cúc nhớ nha cô chú anh chị nha. Cây này cái rễ nó quá lắm nha cô chú anh chị. À, cây này chắc khoảng 8-9 năm ăn lên ha mấy cô chú anh chị. Là như một cây ghim luôn ha. Hàng này cô chú anh chị mình là xuống đất trồng hàng tương lai luôn cô chú anh chị ha. Rồi xin ông số luôn nha bà chủ ơi. Quanh điểm này là 14 ạ. À. Điểm này là 35. Chiều cao là 90. Tán ngang là 95. Rồi một cây nệm giao lưu của chú anh chị mình cũng vẫn là 2 triệu nữa ha. Rồi mã số 9. Mã số 9B là một cây giảo ha cô chú anh chị mình. Rồi một cây mai giảo nữa nha cô chú anh chị ha. Giảo khu đất ha. Đế là nguyên một bề đế luôn á cô chú. Hàng ghế bút nhớt liền cốt già mùa nha cô chú nha. Rồi cho xin thông số luôn nha bà chị. Quanh điểm này là 14 ạ. À. Củ đế này là 41 ạ. À. Chiều cao là 75.
tá ngang là 72. Rồi một cây giỏ hủ tiếu này em giao lưu cô chú anh chị mình là 1.200.000 ha. Rồi 1.200.000. Được rồi. Rồi mã số 10. Rồi. Cái mã số 10 nha cô chú anh chị. Mã số 10 thì cũng vẫn là một cây giảo nhung nữa ha cô chú anh chị mình. Dạ, cây giảo nhung. Quá trời bề đế luôn cô chú anh chị ha. Cái này lên chậu là quá ok luôn cô chú anh chị ha. Chơi dạ. Tết là ngon lành luôn à. Củ đế rất đẹp ha. Ghép liền cốt luôn ha cô chú anh chị mình. Quanh là 11. Mỗi lần mở câu lên đây vậy á, nó câu ở nhà làm. Củ đế là 31. Chiều cao là 58. Tá ngang 70. Rồi một cây dẫu này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 1.100.000 ha. Rồi mã số 11 nha quý cô chú anh chị. 11B. Ví dụ mát đó. Là một cây dẫu nhung nha cô chú anh chị mình. Chơi tết nha cô chú anh chị, ghép lúc nhớ quấn rễ quái luôn ha, liền cốt luôn ha cô chú anh chị mình. Hàng này về cô chú anh chị mình chỉ cần hai cái chậu đẹp ha là chơi tết được ha cô chú anh chị mình. Hoành là 10, củ đế là 23, chiều cao là 62, tá ngang là 50. Rồi một cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000 ha. 600.000 sẽ bao ship cô chú anh chị mình tới nhà luôn ha. Mã số 12 nha cô chú anh chị. 12B là một cây giỏ thơm ha cô chú anh chị mình. Rồi một cây giỏ thơm ha, tàn có chi đều nha. Nói chung cái lô này là đã liền đầu ghép gì hết ha cô chú anh chị mình. Nếu mà cô chú anh chị nào mà lấy giá sỉ từ 50 cây em sẽ báo giá hiệp mềm cho cô chú anh chị lấy về chuẩn bị cho bán lại ha. Rồi xin thông số luôn nha. Hàng này chơi tết là bán tết là ngon lành nha cô chú anh chị. Hoành là 10. Củ đế là 23. Chiều cao là 70. Tá ngang là 56. Rồi cây này cũng đồng giá của chú anh chị mình là 600.000 luôn ha. Mã số 12B. Rồi mã số 13. 13B. 13B cũng vẫn là một cây giỏ thơm ha cô chú anh chị mình. Rồi, ghép rất nhớ liền cốt nha cô chú anh chị để quái quái hết ha. Rồi, xin thông số nha. Mấy cây vàng mà già mùa này là rất là chuẩn bông ha cô chú anh chị mình. Hoành là 10. Hoành là 8. Củ đế 20. Chiều cao là 60. Tá ngang là 65. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 550.000 thôi ha. Dạ 550 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 13B. Rồi mã số 14. 14B. Rồi 14B là cái là một cây dạo nhung ha cô chú anh chị mình. Dạ, quá trời nước lụ luôn ha cô chú anh chị. Rồi xin thông số luôn nha. Hoành ở điểm này là 10 ha. Củ đế là 23. Chiều cao là 43. Tá ngang là 65. Rồi cây này cũng đồng giá 550.000 ha cô chú anh chị mình. Dạ. Mã số 15B. 15B là một cây dẫu thơm ha cô chú anh chị mình. Rồi cây dẫu thơm nha cô chú. Quấn rễ rất là đẹp ha. Lô này là đã liền cốt hết luôn ha cô chú anh chị mình. Để gắn luôn nha cô chú anh chị. Dạy ra xin thông số nha bà chú. Cái hoành thì nó không có lớn không ha. Mấy cái thù trứng nhỏ nhỏ thì nhớ. Cái hoành là được chín ạ. Tổng đế là 24. Không để giá rẻ mềm mặn này mặn này. Chiều cao là 72. Tá ngang là 70. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình là 68 ha. Dạ rồi. Mã số 16. 16B. Cái này lùng lực tàn tròn đều nha. Vẫn là một cái vỏ thơm nữa ha cô chú anh chị mình. À. Như mây cũ luôn ha. Mây đụng chị Phương đã sớm chị Trăng rồi. Rồi, cho xin hôn số. Hoành là 10. Củ đế là 23. Chiều cao là 52. Tá ngang là 59. Rồi cây này cũng giao lưu của chú anh chị mình là 600 ha. Mã số 17. Mã số 27 cây này cũng tàn cứng tàn luôn cô chú anh chị nha. 17B là một cây giảo nhung ha cô chú anh chị mình. À, củ đế rất là đẹp luôn ha. Cũng có bể đế hết rồi cô chú anh chị. Lô này cô chú anh chị mình mua về chuẩn bị bán tết tới là rất là ok luôn ha. Tồn đất thì rất là tương lai ha.
Hoành là 10. Cú đế là 30. Chiều cao là 53. Cá ngang là 67. Rồi một cây giỏ nhung nệm giao lưu của cô chú anh chị mình là 650.000 ha. Dạ rồi. Mã số 18. 18B. Là một cây giỏ nhung nha cô chú anh chị mình. Giỏ nhung mã số 18B nha cô chú anh chị ha. À, nguyên cụ đế của cô chú anh chị nè. Cái nào cũng ghép liền cốt đế quái với cụ hết nha cô chú anh chị. Rồi em xin thông số nha. Hoành là 8. Cụ đế là 23. Chiều cao là 52. Cá ngang 55. Rồi một cây giỏ nhung nệm giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000 ha. Rồi. Rồi mã số 19 nha với cô chú anh chị. 19B là một cây giỏ hôm thôi cô chú anh chị mình. Là 19B. Một 19B là một cây hôm, giỏ hôm. Nguyên một củ đế quá trời luôn cô chú anh chị ha. Hàng này cô chú anh chị mình. Hoành là 11. Củ đế là 27. Chiều cao là 79. Tán ngang là 69. Rồi một cây giỏ hôm này em giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000 thôi ha. Dạ rồi, 650 mã số 19B. Dạ rồi. Mã số 20B. 20B là một cây giỏ hôm nữa ha cô chú anh chị mình. Dạ. Cái lô này thì em cũng được tầm chừng 200 cây ha cô chú anh chị mình. Đó, mua nhiều có giá yêu thương không bà chú? Dạ, mua từ 50 cây trở lên là có giá yêu thương, giao xe tới nhà luôn ha. Dạ, rồi em xin thông số nha bà chú ơi. Hoành điểm này là 9,5. Củ đế là 26. Chiều cao là 56. Cá ngang là 49. Rồi, một cây giỏ hôm này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000 ha. Dạ, 600.000. Dạ rồi. Mã số 21. 21B. Là một cây giỏ hôm nha cô chú anh chị mình. Cái lô này em ship em sẽ bỏ chậu hết nha cô chú anh chị mình. Bỏ chậu bỏ bầu hết ha. Nguyên một củ đế quá tài đảo ha. Hoành điểm này là 11. Củ đế là 29. Chiều cao là 63. Cá ngang là 54. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000 ha. 650 mã số 21B nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 22B. 22B. Dạ, là cây, một cây giỏ hôm nha cô chú anh chị nha. Dạ lùng liền ha, tàn chi cánh cứng ngắt luôn nha cô chú. Nguyên củ đế nè. Cây này thấp thân rất là thấp luôn. Mã số 22. Cái lô này cô chú anh chị mình nhỏ nhỏ xin xin mua về chơi Tết rất là dễ ha. Hoành điểm này là 12. Củ đế là 25. Chiều cao là 56. Cá ngang là 57. Rồi một cây giỏ này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000 luôn ha. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay luôn ha. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0376910391. 0321 cũng là số Zalo của em luôn ha.